Xin chào tất cả các bạn. Sự xuất hiện của ChatGPT và các mô hình ngôn ngữ tự học đã thay đổi thế giới một cách hoàn toàn, tạo ra một sức ảnh hưởng đáng kể lên người tiêu dùng, nhà đầu tư và những cái doanh nghiệp. Nhiều những cái đơn vị lập trình trên thế giới đang đua nhau để trở thành những cái người đầu tiên làm chủ công nghệ AI, cũng như là khai phá những cái tiềm năng mà nó có thể mang lại. Ngành Web3 cũng không nằm ngoài làn sóng này. Và các dự án ở đây đang không ngừng thử nghiệm tất cả những cái loại ý tưởng này, áp dụng những cái đặc tính phi tập trung của blockchain và công nghệ này. Trí tuệ nhân tạo đòi hỏi một cái nguồn dữ liệu đầu vào khổng lồ và phải được thiết kế theo trình tự để có thể phát triển. Khả năng và công dụng của AI phụ thuộc rất nhiều vào cái chất lượng và số lượng của nguồn dữ liệu này. Đây chính là nơi mà Covalent trở thành một cái điểm giao thoa giữa AI và Web3. Covalent là một cái nền tảng cơ sở hạ tầng dữ liệu phi tập trung, cung cấp API được tích hợp từ nhiều những cái nguồn khác nhau cho các nhà phát triển để có thể truy cập được vào dữ liệu trên nhiều blockchain. Đây là một dự án đã huy động thành công số tiền lên đến 5,1 triệu đô qua hai vòng gọi vốn trước đó, với sự tham gia của những cái quỹ đầu tư nổi tiếng như là Binance Lab, Coinbase Venture. Vậy thì dự án Covalent này có gì đặc biệt? Thì hãy cùng mình tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Covalent là nền tảng cơ sở hạ tầng dữ liệu phi tập trung, cung cấp API được tích hợp từ nhiều những nguồn khác nhau cho các nhà phát triển để truy cập vào những cái dữ liệu trên những cái blockchain. Mục tiêu của Covalent là trở thành một cái mạng lưới cung cấp cơ sở dữ liệu cho các dự án thuộc mạng Web3 nằm trong những cái phân khúc như là DeFi, NFT, Gaming. Covalent sẽ trích xuất dữ liệu từ nhiều blockchain khác nhau, từ đó sẽ tải dữ liệu lên một cái kho dữ liệu cục bộ và được người dùng API truy vấn. Trong suốt quá trình đó, Covalent sẽ gửi những cái bằng chứng cho đến Moonbeam để xác thực công việc đã hoàn thành ở mỗi bước. Từ đây Covalent sẽ bảo mật và tiêu chuẩn hóa tất cả những cái dữ liệu blockchain được trích xuất bằng mã hash để các nhà phát triển có thể truy vấn từ bất kỳ cái chain nào nhờ vào API được tích hợp. API được tổng hợp từ nhiều nguồn của Covalent là giải pháp đột phá cho những thách thức trong việc truy cập dữ liệu blockchain. Các nhà phát triển thường đối mặt với sự phức tạp của từng chain riêng biệt. Việc chạy các nốt công khai hoặc soạn thảo các truy vấn SQL tùy chỉnh rất là tốn kém thời gian và công sức. Đồng thời, cái việc mà lập một cái mục dữ liệu càng làm chậm quá trình xử lý của mạng lưới. Từ đây, Covalent sẽ cung cấp cái tính minh bạch trên tất cả các blockchain bằng cách sử dụng cái định dạng nhất quán để cho các nhà phát triển có thể dễ dàng thu thập dữ liệu từ bất kỳ blockchain được hỗ trợ nào. Ví dụ nhé, nhà phát triển chỉ cần điều chỉnh mã định danh blockchain trong lệnh call API, chẳng hạn như là Ethereum hoặc là BNB chain, không giống như JSON RPC truyền thống xử lý từng cái yêu cầu dữ liệu. API Covalent sẽ cho phép truy vấn nhiều đối tượng và loại bỏ sự thiếu hiệu quả của việc sử dụng API trước đây. Đây là yếu tố then chốt dành cho những cái ứng dụng Web3 đa dạng như là chơi game này, phân tích on-chain này, NFT. Covalent cũng có thể trao quyền cho những cái nhà phát triển để thiết kế những cái API tùy chỉnh nhằm nâng cao tính linh hoạt của những cái ứng dụng trên nền tảng Web3. Nhưng điều khiến Covalent thực sự nổi bật là khả năng tương thích với nhiều blockchain thông qua một API duy nhất, giúp hợp lý hóa việc phát triển và tăng tốc độ ra mắt những cái sản phẩm. Khi mà blockchain trong tương lai có thể thâm nhập vào những cái ngành công nghiệp truyền thống như là âm nhạc, bất động sản hoặc là năng lượng, thì các công cụ như là API hợp nhất của Covalent sẽ không thể thiếu trong việc khai thác toàn bộ những cái tiềm năng thâm nhập của chúng vào cái lĩnh vực Web3. Ngoài ra, Covalent sẽ có nhiều thành phần mạng tham gia, gọi là những operator hay gọi là những cái nhà điều hành. Và hiện thì đang có hai vai trò cho các operator, gọi là Block Payment Producer hay gọi là BSP và Refiner. Thì đến tháng 12 năm 2023 vừa qua, thì Covalent đã có 15 BSP đáng chú ý, bao gồm là Chorus One này, Woodstock này, Mera này và Stake With Us, vân vân. Còn Block Payment Producer thì sẽ giúp trích xuất dữ liệu blockchain thô và tạo ra một đối tượng dữ liệu gọi là Block Payment. Thì tiêu chuẩn BSP này hứa hẹn sẽ làm cho dữ liệu trên blockchain có thể được tổng hợp và tái sử dụng bên ngoài cái môi trường on-chain đó. Sau đó thì những cái producer này sẽ bắt đầu tải những cái block payment lên phiên bản lưu trữ, tạo hash và xuất bản những cái bằng chứng cho smart contract của Covalent trên Moonbeam. Sau khi bằng chứng có trên Moonbeam thì các nốt khai thác có thể xác thực hoạt động của BSP. Trong khi đó thì Refiner là một cái khung xử lý được thiết kế nhằm chuyển đổi dữ liệu có thể được mở rộng và xác minh. Thì giống như BSP thì Refiner sẽ sử dụng những cái mật mã để đảm bảo rằng là các phép biến đổi là hợp lệ. Các vai trò khác của operator sẽ xuất hiện trong tương lai, bao gồm là Query Operator, Auditor và Storage Operator. Thì mình sẽ đi qua một số những cái vai trò của những cái operator này. Đầu tiên thì trước khi trả lời những cái truy vấn API thì
thì Query Operator sẽ tải những cái dữ liệu đã được chuyển đổi vào một cái kho dữ liệu cục bộ. Và sau đó thì mỗi operator của mạng lưới sẽ được trả tiền để thực hiện cái vai trò của mình sau khi mà auditor xác nhận từng bằng chứng cho một cái giai đoạn cụ thể. Trước khi thanh toán thì mạng lưới sẽ lựa chọn một cách ngẫu nhiên từ tổng số operator để đóng vai trò là auditor trong cái giai đoạn là kiểm toán lại những cái dữ liệu. Và khi đó thì BSB sẽ tải những cái dữ liệu lên phiên bản lưu trữ. Họ có thể chạy phiên bản đó cục bộ hoặc là trả tiền cho những cái storage operator để chạy phiên bản đó. Và các storage operator sẽ dự kiến là sẽ tăng cái tính khả dụng của dữ liệu bằng chứng bằng cách là tải chúng thông qua IBFS và lưu trữ cục bộ. Các tính năng của Covalent. Token Balance API là tính năng mà Covalent cung cấp một cái nhìn toàn diện về số dư ERC20 trong ví, bao gồm là các giao dịch này, giá token này, token vân vân. API hợp nhất này sẽ cung cấp dữ liệu trên hơn 100 blockchain, giúp dữ liệu trở nên hiệu quả về mặt tốc độ và chi phí giao dịch bằng cách thông báo các lệnh approval, tức là các lệnh phê duyệt cho những cái loại tài sản có độ rủi ro cao, sẽ cải thiện cái tính bảo mật trong ví của người dùng. Thứ hai là NFT API. API NFT của Covalent sẽ cung cấp quyền truy cập vào các NFT media này, những cái metadata, tức là những cái siêu dữ liệu và các giao dịch mà người dùng có thể đọc được với trên hơn 100 blockchain. API hợp nhất này sẽ đẩy nhanh việc tích hợp những cái tính năng NFT, giúp chúng triển khai nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn. NFT API sẽ đảm bảo việc hiển thị những cái giao dịch một cách rõ ràng, cũng như là làm mới những cái metadata một cách tự động. API thì cái tính năng này của Covalent sẽ cung cấp quyền truy cập vào các giao dịch cũ trong lịch sử giao dịch trên nhiều những cái blockchain khác nhau đối với người dùng. Với một cái lược đồ thống nhất thì các API này sẽ giải mã những cái hash khó hiểu thành những cái định dạng thân thiện để đảm bảo cái trải nghiệm người dùng mượt mà nhất. API này sẽ được thiết kế để có khả năng mở rộng, nắm bắt mọi những cái giao dịch từ các blockchain và tóm tắt các hoạt động của những cái ví và bỏ qua những cái nhu cầu về RPC. Crypto Taxation SDK. Covalent sẽ cung cấp một bộ API mạnh mẽ được thiết kế riêng để tạo ra những cái giải pháp thuế dành cho các tài sản crypto. API hợp nhất của các SDK này sẽ chuẩn hóa những cái dữ liệu trên tất cả những cái blockchain, đồng thời bổ sung thêm những cái chi tiết thân thiện với người dùng để mang lại sự minh bạch về các giao dịch, qua đó là áp dụng thuế cho tương lai. Token CQT của dự án sẽ có tổng cung là 1 tỷ token, trong đó cung lưu hành ở thời điểm hiện tại đang khoảng 625 triệu token. Tỷ lệ phân bổ của CQT sẽ như sau. Thứ nhất là private sale sẽ khoảng 23,3%, ecosystem khoảng 20%, trong kho lưu trữ reserve của team sẽ khoảng 18,9%, phần team sẽ nắm là 14,4%, hai vòng seed sale sẽ khoảng 10%, staking khoảng 8%, public sale là 3,4%, advisor là 2%. Thì CQT sẽ là native token của Covalent và được sử dụng trong những cái trường hợp sau. Thứ nhất là làm phần thưởng cho người dùng cung cấp dữ liệu cho nền tảng. Người nắm giữ token CQT sẽ có thể bỏ phiếu quản trị cho các đề xuất thay đổi trên những cái thông số trên nền tảng Covalent. Người dùng có thể staking CQT để nhận lãi hoặc là trở thành validator để nhận được những cái phí khi mà người khác cung cấp dữ liệu. Hiện tại thì nhà đầu tư có thể giao dịch token CQT trên những cái sàn giao dịch tập trung như là OKX, như là KuCoin hoặc là Gage, và những cái sàn phi tập trung như là Uniswap hoặc là SushiSwap. CQT là token với tiêu chuẩn ERC20 nên về cơ bản thì nhà đầu tư có thể lưu trữ trên những cái ví EVM như là MetaMask, như là Trust Wallet, Rabi hoặc là Coin98 Wallet. Để thuận tiện cho việc giao dịch thì nhà đầu tư cũng có thể lưu trữ CQT trên ví của những cái sàn giao dịch niêm yết token này. Những thành viên nổi bật trong đội ngũ phát triển của Covalent sẽ bao gồm là Ganesh Swamy, ông là co-founder và cũng là CEO của Covalent. Levio, ông là co-founder và là CTO của Covalent. Và cuối cùng là Arian Jonglas, ông là CFO và cũng là co-founder của Covalent. Covalent đã huy động thành công 5,1 triệu đô qua hai cái vòng gọi vốn trước đó với sự tham gia của những quỹ đầu tư nổi tiếng như là Binance Lab, Constellation Venture. Hiện tại thì Covalent đang hợp tác với nhiều những cái dự án về DeFi, về ví, về NFT và cũng như là nhiều những quỹ đầu tư như là Rainbow Wallet này, Jump Crypto, Paraswap. Với quyết tâm trở thành cái tên đi đầu trong mạng dữ liệu và data availability của Web3, Covalent đã sẵn sàng mở rộng sang những cái phân khúc công nghệ mới như là trí tuệ nhân tạo AI. Với lại cái lợi thế của mình là việc tích hợp API từ nhiều nguồn khác nhau, thì Covalent sẽ tiếp tục phát triển, mang đến thêm nhiều những cái thông tin chuyên sâu về những cái hệ sinh thái blockchain và mạng lưới cross-chain đang không ngừng lớn mạnh trong ngành công nghiệp Web3 này. Covalent sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm nhiều ví tiền mã hóa với thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ. Bên cạnh đó, những cái sàn giao dịch phi tập trung, những cái dự án ví và DeFi cũng có thể tận dụng những cái giải pháp API và các sản phẩm dữ liệu từ Covalent. Ok, thì nói tóm lại thì Covalent là một cái nền tảng cơ sở hạ tầng dữ liệu phi tập trung,
cung cấp cái API được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau cho các nhà phát triển để truy cập dữ liệu trên nhiều blockchain. Thì mục tiêu của họ là trở thành một cái mạng lưới cung cấp cơ sở dữ liệu cho những cái dự án Web3 nằm trong những cái phân khúc nổi như là DeFi, NFT, Gaming. Video lần này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Nếu mọi người cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coin68 TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.